Mình là Huy đến từ công ty cổ phần đầu tư công nghệ HTI. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn bộ thiết bị xuyên bá tác chiến hàng đầu thế giới mang hiệu SAN đến từ Israel. Bộ thiết bị này hoạt động trên nguyên lý điện lực, có ứng dụng chính trong việc phá cửa trong trường hợp khẩn cấp, cắt phá các vật cản như là các thanh kim loại, khóa này, bản lề, xích, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng như là đặc nhiệm, an ninh để xâm nhập vào các kiến trúc, hay là các phòng cháy, các lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu cứu nạn để thực hiện nhiệm vụ. Về cấu tạo của bộ thiết bị thì bao gồm một ba lô chuyên dụng. Thì trong chiếc ba lô này sẽ gồm bơm thủy lực, bộ điều khiển, pin và ống nối để kết nối ống nối thủy lực để kết nối với các dụng cụ thủy lực. Tiếp theo là đây, các bạn thấy là các công cụ thủy lực với các chức năng khác nhau. Đây là thiết bị kích được dùng trong việc phá cửa. Hai là thiết bị banh và là thiết bị cắt. Thì các thiết bị này thì được trang bị một đầu kết nối nhanh để kết nối với lại bộ thủy lực thông qua ống thủy lực. Bạn này thấy là việc kết nối rất là dễ dàng, thì nó sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình hoạt động thì có thể thay đổi giữa các công cụ với nhau rất là nhanh chóng. Bây giờ thì mình sẽ vận hành thử bộ thiết bị này cho các bạn xem. Như đã giới thiệu thì bộ thiết bị này chạy bằng pin. Vì thế là trước khi mình hoạt động mình sẽ phải kết nối pin. Đây, các bạn thấy trong này nó sẽ có hai cục pin được kết nối nhanh. Thiết kế bằng theo kiểu ba lô nên là mình sẽ để tiện trong việc di chuyển và rất là cơ động. Đây là ống thủy lực. Mình sẽ kết nối thử với cái bộ phá cửa này trước. Đây là cái thiết bị điều khiển có hai nút để hoạt động cái công cụ này. Nó sẽ có một cái cơ cấu để các bạn kết nối. Các bạn cũng có thể nghe thấy tiếng của động cơ hoạt động rất là êm ái so với cái bộ thiết bị trên thị trường. Rất là dễ dàng. Đây là thiết bị banh. Cái thiết bị bay này thì thường được sử dụng để tạo ra những cái khoảng trống để mình sử dụng cho các thiết bị khác, hoặc là nhiều bánh phá cửa xe ô tô. Đối với đây là thiết bị cắt. Thì ở đây mình có một cái dây xích thì có thể mình sẽ cắt thử luôn cho các bạn xem. Đây nhá. Đây. Đây. Đây.